Xe mình bữa nay trang trí cũng khá là gọi là lủng lẳng các bạn. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy anh trai, đâu ra vậy? Trời ơi, người ta đang đi hồi nãy giờ ngon lành, ở đâu sáng sáng ra vậy trời? Mà xe máy mà vô cao tốc nữa mấy ông, ông hiểu nổi luôn, bây giờ gây tai nạn luôn rồi nè. Trời ơi, anh trai ơi là anh trai. Về miền Tây gạo trắng nước trong, lên cầu Mỹ Thuận nha các bạn ơi. Đây là cầu Mỹ Thuận 1 nha, một những cái cầu Mỹ Thuận huyền thoại hồi xưa giờ của miền Tây tôi luôn. Và chuẩn bị có một huyền thoại tiếp theo là cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng bên kia kìa các bạn. Uầy. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 nha các bạn. Và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ quay trở lại với cái series Hành Trình Bắc Nam. Wow. Hiện tại nếu các bạn không biết thì mình đang ở ngay tại gọi là bến xe miền Tây nha các bạn. Để hôm nay chúng ta tiếp tục cái xe ghi của cái tập tiếp theo của Hành Trình Bắc Nam, để đi từ cái bến xe miền Tây này thuộc gọi là thành phố Hồ Chí Minh, để đi về Cần Thơ nha các bạn. Một chuyến hành trình khá là dài luôn các bạn. Đây được xem là một trong những cái đoạn đường mà xe khách ở miền Tây đi gọi là phải loại là thường xuyên luôn các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem cái con xe đó là Taco Mobi Home đời 2018 nha các bạn. Thì con này nó đang chạy cho cái nhà xe Thành Bưởi đó, và các bạn thấy là cái skin rất là đặc biệt luôn. Cái skin này nó gọi là Dogemon Cần Thơ các bạn. Đây các bạn có thể xem nè, để mình bay ra cho các bạn xem. Đây đó, có mấy cái khung cảnh ở Cần Thơ nè các bạn. Ở đây như cầu Mỹ Thuận gì đấy, cầu Cần Thơ gì đấy. Ở đây là Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân. Đặc biệt là giai nhân là có Nguyễn Quý Gamer đẹp trai không bao giờ sai nữa nha các bạn. Đây là Dogemon Cần Thơ nhá. Bên này con này có gì không? Bên này thì cũng vậy đó, bên này cũng vậy đó các bạn. Đó, thì ngày hôm nay thì ngoài chở khách thì chúng ta cũng có thể là thấy là chở thêm cả xe SH nữa các bạn. Ôi trời ơi, đi chở khách thì còn chở hàng nữa mới ghê chứ. Đây là phía xa các bạn. Con này biển số là 51B 50038. Wow, xịn chưa, xịn chưa. Một cái skin Dogemon thần thánh luôn các bạn. Ngoài ra thì các bạn thấy là trong cái bến xe miền Tây ngày hôm nay cũng còn khá là nhiều xe luôn nè. Đó, quá trời xe luôn. Đó. Đây là phía trước của chiếc xe này các bạn. Thành Bưởi của số điện thoại đặt vé rồi các kiểu cho các bạn. Bến xe miền Tây, bến xe Cần Thơ luôn. Xịn sò chưa. Và đặc biệt hơn với các bạn là ngày hôm nay thì mình vừa trải nghiệm cái con xe khách này, và cũng như là vừa sẽ trải nghiệm một cái mod mới. Cái mod này nó gọi là mod môi trường âm thanh đấy. Để các bạn nghe nè. Hả? Các bạn. Trời đất rồi đó. Các bạn nghe gì không? Đây là một trong những cái âm thanh các bạn nghe rất là quen thuộc ở bến xe luôn. Thì đây cái này nó gọi là một cái mod âm thanh môi trường nha các bạn. Tức là cái chỗ mà mình đứng ấy thì nó sẽ có những cái âm thanh giống như thực tế ngoài đời luôn. Cái âm thanh mà các bạn vừa nghe mình cho các bạn nghe đó là một cái âm thanh thông báo của nhà xe Phương Trang. Nó hay thông báo ví dụ như hành khách nào chuẩn bị lên xe nào rồi các thứ đấy. Nói chung rất là thực tế luôn các bạn. Đó, thì mỗi nơi nó sẽ có những cái âm thanh khác nhau nha các bạn. Cái này cũng khá là hay. Đó, thì tất cả các bản mod mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, thứ nhất là xe khách Taco Mobi Home đời 2018 nè, bản đồ Việt Nam phiên bản miền Tây nè, rồi cả mod âm thanh gọi là môi trường này, thì các bạn có thể là mua tất cả mọi thứ trên ngay cái trang web đó là shop.tạimod.com của mình. Đó, thì tại đây sẽ có bán đầy đủ tất cả các bản mod mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, cũng như là nhiều mod khác hay hơn nữa các bạn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình đi về Cần Thơ rồi các bạn. Ui, quá xịn sò. Bây giờ để mình vô xe cái nha. Đây là nội thất này các bạn. Bây giờ đề máy lên kìa ta. Đúng là âm thanh bến xe ồn thật sự, đi đâu nghe tiếng máy xe luôn các bạn. Đây. Đó.
xe được đè máy lên nè các bạn, thấy chưa? Thông báo nữa kìa. À. Ok, nghĩ à. Sài Gòn đi Bảo Lộc Đà Lạt gì? Đó. Rồi thôi kể nó đi, mình xe mình thì đủ rồi nha. Tao không. Con nhỏ nó bữa nay lên ngồi với mình nữa các bạn. Phải đồng. Có nghe thấy tài xế Nguyễn Quý Gamer đẹp trai cái lên ngồi kế hoài luôn. Rồi đóng đóng cửa đi lên xe ơi. Lẹ để hành khách người ta đi nè. Đóng cửa đóng cốp đây luôn. Rồi ok. Đây là toàn bộ skin sau khi đóng cửa đóng cốp là các bạn có thể là nhìn được toàn diện nè. Đẹp không? Ui giời, con Dogemon nó đội nón lá và nó có logo của Taber nữa kìa, là thanh bưởi đó các bạn. Rồi ok. Bây giờ mình cho các bạn sẽ bắt đầu lùi xe ra khỏi cái bãi đậu này nhé. Phía sau mình là cái nhà khách của cái hãng xe Phương Trang nha các bạn. Nó chiếm nguyên cái khu này luôn các bạn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đánh lái ra. Rồi, chúng ta sẽ rời khỏi cái gì? Đậu, cái gì? What the hell? Cái gì? Dắp cục đá gì biết không? Trời ơi, bến xe gì mà đá không? Đây nè, bến xe ở lộn nhà xe Phương Trang nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ra khỏi cái cổng của cái bến xe miền Tây nè các bạn. Bến xe miền Tây thì nó sẽ có một cổng ra bên này và một cái cổng vào bên kia. Thì chúng ta ra nó sẽ đụng vào cái đường Kinh Dương Vương các bạn. Cái này như là nó thuộc quận cái gì ta? Cái gì tôi quên bà đó nha các bạn. Quận gì tôi quên bà đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra khỏi bến xe nha các bạn ơi. Đây. Đây nhanh trái nè các bạn thấy không? Ê. Trời. Đồng xe dữ vậy. Cho em ra cái mọi người ơi. Rồi ok. Đây rồi. Ê trời ơi. Trời ơi, qua vừa né bên kia xong. Vậy cũng đụng cho được nữa các bạn. Mà Lamborghini đụng mình mới ghê chứ. Thôi, Lambo đụng thì mình không dám nói gì hết trơn các bạn. Để nó bắt mình đền tiền nó chết tôi luôn. Khổ thân. Rồi như vậy là mình đã rời ra khỏi được bến xe miền Tây rồi nha các bạn. Đây, bến xe miền Tây nè. Wow, map rất là đẹp luôn các bạn. Công ty cổ phần bến xe miền Tây. Đó. Phía trước này các bạn thấy là những cái nhà mà gọi là cái nhà mà bán vé xe rồi các bạn. Bán vé rồi nè. Còn bên đây là cái cổng vào nè các bạn. Đó. Bạn nào mà gọi là ở miền Tây hoặc là nói chung biết bến xe miền Tây thì nhìn quá quen thuộc rồi đúng không các bạn? Quá thực tế, quá đẹp. Nhưng mà sao bên đây đông xe dữ vậy trời? Đúng là Sài Gòn có khác các bạn. Lúc nào cũng xe cũng đông quá trời. Ok, cái gì ấy? Cái xe mà nó bị cái gì á mấy ông ơi? Bị cái gì mà nó cứ cà lắc hoài vậy? Đi cũng không yên nữa, khổ khăn được chứ. Ồ, đông xe dữ vậy mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đèn xanh này đi qua luôn các bạn. Trời ơi. Xe tôi nó làm sao đâu mấy ông ơi. Trời ơi. Xe tôi nó bị gì vậy? Có cán đinh cán gì không? Nó chạy nó cứ cà giật đỏ. Hay là thằng nào trên xe tôi nhún nhảy các thứ trên xe tôi vậy? Trời ơi, nó không kìa. Đi, bây giờ phải dừng khẩn cấp đây. Bật đèn khẩn cấp lên. Đây, đèn khẩn cấp nút nào ta? Đó, bật đèn khẩn cấp lên để tôi xuống tôi kiểm tra coi thằng nào mà gọi là náo loạn xe tôi vậy. Đứa nào mà gọi là làm gì mà cái xe cà nhúng vậy? Trời ơi, lại trời. Để tài xế người ta lái cái không có làm tầm bậy trên xe tôi nha. Rồi ok các bạn. Đi tiếp thôi. Giữ nó xong mà nó không biết đứa nào luôn. Còn tắt đèn ưu tiên nè. Chạy dừng giữa đường luôn các bạn. Giống như kiểu đường này của mình vậy đấy. Đâu có sợ ai đâu. Khi mà chúng ta chạy ra khỏi đường Kinh Dương Vương này thì chúng ta đụng với cái vòng xoay An Lạc nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ vào cao tốc Trung Lương. Đi Trung Lương về miền Tây. Đây là cầu An Lạc nè các bạn.
Nói chung về tới kiểu là miền Tây này là gọi là địa phận của Nguyên Quý Gamer và các bạn. Nếu mà các bạn nào không biết thì quê mình là ở Cần Thơ đấy. Và mình hiện tại cũng đang ở Cần Thơ luôn. Nhưng mà đông xe thật sự. Cái dòng xe nó muốn kẹt đường luôn các bạn. Đúng kiểu dòng xe Sài Gòn rồi. Rồi bây giờ kẹt xe đi luôn hả mọi người. Rồi chạy đường các bạn. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Vào luôn đi mọi người ơi. Ông nội phía trước mình là cũng là một chiếc xe khách mà làm như ông sợ cái gì. Gặp đông xe quá ông sợ. Đi đi đừng sợ. Đó, thấy chưa? Chiếc màu xanh nó nhóng lên liền các bạn. Còn cái ông nội xe màu đỏ sao không chạy đi? Chạy đi. Kẹt xe đây. Chạy đi, mình lách qua bên này luôn các bạn. À. Từ từ. À, để tôi qua. Mấy thằng này nó không qua luôn đúng không? Thế thì tôi qua luôn. Vô dòng xây thì Sài Gòn này đi thì mạnh ai nó chạy đi, nhường nhau biết nào qua được. Khổ thân. Hên là dòng xoay đó chứ mà kiểu như vô đèn xanh đèn đỏ không biết sao mà chạy luôn à. Rồi ok. Xe nó muốn như muốn tạt đầu tôi luôn vậy. Từ từ đó mọi người. Rồi như vậy là mình ra được khỏi cái dòng xoay An Lạc rồi các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục chạy xuống dưới cái đoạn mà cầu vượt gì ta, cầu vượt Nguyễn Văn Linh đấy. Chúng ta vào cao tốc các bạn, nhưng mà bây giờ kẹt xe nguyên một đoạn luôn rồi nè. Trời ơi, chết tôi đợt này rồi. Giờ làm sao qua được đây? Dưới này nó có một cái bờ hồ rồi các bạn. Hình như phía trước mình là cái cầu vượt Võ Văn Kiệt hay sao ấy. Đấy, có bảng cấm gì không? Cầu sau lưng mình là cầu vượt này là cầu vượt đi bộ nha các bạn. Xe không có lên được. Còn phía trước mình là như là cầu vượt cho xe mà lên đường Võ Văn Kiệt ấy. Rồi đi rồi các bạn. Tôi không biết là phía trước cái gì nữa. Đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ gì sao ấy. Đi làm kẹt xe nguyên một đòn luôn á trời đất ơi. Cái gì vậy? Hình như là mấy ông nội phía trước mấy ổng gọi là chơi đụng xe nhau hay sao ấy. Để tôi lên tôi coi coi. Lại trên này đây. Trời ơi có nạt gì nè. Gì nè rồi hỏi sao chạy không được. Chơi tạt đầu người ta luôn. Này công an đứng phía sau luôn nè. Hồi chú công an xuống xử lý hàng ngày luôn á. Thôi bây giờ các bạn cho phép mình bay xe lên đây nha. Chứ bây giờ mà đậu ở dưới đó không biết khi nào mới di chuyển được luôn các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình chạy ra nè các bạn. Ê trời. Đông xe quá. Ê nữa. Trời ơi đã nhanh ra xin ra rồi. Cũng cho ra nó khổ khăn. Đông xe phải nầu luôn các bạn ơi. Ok đi. Đó thì các bạn thấy là hôm nay thì mình vẫn đội trên đầu một cái chiếc nón khá là đẹp nha các bạn. Thì cái nón này hiện tại là mình đang mở bán chính thức rồi. Và chỉ có 50 cái duy nhất dành cho các bạn fan nào muốn mua để ủng hộ mình cũng như là làm món quà lưu niệm thôi nha các bạn. Nên là bạn nào muốn mua có thể là truy cập đến cái trang web đó là nguyenquy.com này nha các bạn. Lên đây thì các bạn có thể là click vào hai cái đường link, có thể là mua ở Shopee hoặc là mua ở TikTok cũng được. Thì hai cái nền tảng này đang có chương trình giảm giá và miễn phí ship đồ này nọ. Nên là các bạn lên đó mua nó sẽ có nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn nha các bạn. 50 cái duy nhất thôi các bạn. Nên các bạn nào muốn mua thì mua. Còn không muốn mua thì thôi. Rồi đường bắt đầu chống chống rồi nè các bạn. Ui, phía trước mình là chú công an các bạn. Chào chú công an nha. Rồi xin qua chú công an ơi. Xe mình đó các bạn. Bữa nay trang bị luôn kiểu là. Cái gì vậy? Quá trời heo. Cái gì vậy mê chú công an? Trời ơi. Cái gì mà bắt con rồi. Nhưng mà chạy quá tốc độ rồi sao các bạn. Trong này là hình như là mình chỉ chạy được 50 thôi. Mà mình vừa chạy làm như đạp qua 50 sao chú công an bắt mình liền. Trời ơi chú công an gì nhạy cảm quá vậy. Đây là cầu Bình Điền nha các bạn. Sắp tới cầu vượt cầu Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Cái cầu Bình Điền này nè các bạn là cái cầu mà mình rất là để ý. Tại các bạn biết sao không? Từ mà miền Tây mà lên tới Sài Gòn ấy, mình hay đi lách vào một cái đường. Cái đường nó gọi là một cái đường mà nó không biết gọi là đường gì nữa các bạn. Nhưng mà khi mà qua cầu Bình Điền này là nó nằm bên phải luôn. Đó, các bạn nhìn khi mà xuống cầu Bình Điền này nó nằm bên phải luôn nha các bạn. Vừa xuống nó nằm ngay đây luôn nè.
Đó, ngay một cái đó, cái vòng đèn xanh đèn đỏ các bạn quẹo vào đó thì các bạn chạy đâu đó bỏ khoảng vài cái đèn xanh đèn đỏ để các bạn rẽ trái ra thì nó đưa các bạn vào cao tốc luôn. Đấy, kiểu là mình đi mình hạn chế kiểu ghé vô cái cầu cầu vượt Nguyễn Văn Linh này nè các bạn. Tại vì cái đoạn này là công an nhiều lắm phải không? Chạy mà dưới miền Tây lên là các bạn biết là sẽ vào ở dưới cái chân cầu ấy, mà dưới chân cầu đó là rất là nhiều công an luôn. Nên là kiểu mình né được thì mình né các bạn. Còn Sài Gòn về thì thoải mái, Sài Gòn đi về thì đi lách đường này gọi không cần mà kiểu là lấn qua cái dòng xây bên đó nên là cũng hạn chế gặp công an. Còn bạn nào mà từ miền Tây lên thì có thể là đi cái đường ở dưới chỗ cái chân cầu Bình Điền đó các bạn. Nó có một cái đường lách đi, nó gọi là như các bạn, thay vì các bạn đi từ cao tốc Trung Lương các bạn lên đụng cái vòng xoay hồi nãy đúng không? Nhưng mà các bạn đi cao tốc Trung Lương qua cái trạm thu phí thôi. Các bạn bỏ hai cái đèn xanh đèn đỏ là cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai á nha các bạn. Các bạn nhìn là nó có cái chung cư đang xây ấy. Đó, thì mấy ông gọi là quẹo trái vô liền. Đó, quẹo trái vô là đụng cái đèn xanh đèn đỏ, đụng cái đèn xanh đèn đỏ các bạn sẽ quẹo phải và chạy thẳng hoài luôn là đụng tới cái cầu Bình Điền hồi nãy đấy. Thì lên cầu Bình Điền đi tiếp, nó né né được cái dòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh đó các bạn. Này đi Tân Tạo quốc lộ 1A gì nữa là các bạn. Đi thẳng là về là vô cao tốc Trung Lương nha các bạn. Còn bạn nào muốn đi đường cũ ấy, thì có thể là quẹo ra đó và đi đường cũ. Đọc xe quá các bạn ơi. Chỗ này là một cái ngã ba nha các bạn. Tạo không? Cái thằng nội đó chạy vượt khỏi đèn xanh đèn đỏ luôn kìa, mới ghê chứ. Phái nồi thanh niên này thiệt. Nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ luôn. Rồi đậu giữa đường. Khổ thằng. Bữa nay hơi đông xe các bạn thông cảm. Xe mình bữa nay thì nếu mà có kẹt xe thì cũng không có gì đâu mà buồn. Tao không nổi nó chạy sao lật mẹ xe rồi. Bây giờ các bạn biết sao nay không buồn không? Đó, đây chơi nguyên vàng âm ly, wifi các thứ. Đó, tao hồn mà quẩy. Đây là những cái tiệm, những cái quầy bán nước giải khát ở trên cao tốc nha các bạn. Mình vừa qua, ôi dồi, mà nhìn cái camera bán tốc độ nè, nhóc quá trơn. Nó lạng quạng quá chừng bị phạt nguội đây. Trạm thu phí 200m đó nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta bắt đầu chính thức vào cao tốc Trung Lương. Đó, thì đây là cái trạm thu phí chợ điểm. Trạm thu phí này thì hiện tại là đã dừng hoạt động rồi nha các bạn. Và ở ngoài đời nó vẫn còn để y chang như vậy nè. Rồi bắt đầu vào cao tốc Trung Lương nè các bạn. Thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách với nhau là 100m. Mỗi xe khoảng cách giữ khoảng cách với nhau là 100m nha các bạn. À, đây 100m nè, thấy chưa? Và tốc độ cho phép trong cái cao tốc này sẽ là 100 km/h. Làng ở ngoài nha các bạn. Làng ngoài này là 100 nè. Làng ở trong sẽ là 80. Đây là mình qua tới địa phận của Long An rồi nha. Rồi, đi trên cao tốc. Hiện tại thì cao tốc này thì mình chỉ đi được nửa cao tốc cũ đó nha các bạn. Còn cái đoạn cao tốc mới là cái cao tốc cái gì ta, nó gọi là Trung Lương Mỹ Thuận các bạn. Tức là cái cao tốc mới bây giờ ấy. Cao tốc đó thì hiện tại thì mình chưa có trong map này nó chưa có xây dựng. Ở ngoài này nó xây dựng xong rồi nhưng mà trong map này nó chưa có xây dựng. Nên mình sẽ đi cái quốc lộ 1A đó. Tức là mình đi ra hết cái đoạn cao tốc gì trời. Ủa sao đoạn này nó chạy cho chạy 100 mà tôi chạy mới có 85, bắt tôi trận, phạt nguội tôi trận. Tức là mình sẽ chạy hết cái đoạn cao tốc quốc lộ 1A, lộn, cao tốc Trung Lương cũ. Đấy, là tôi sẽ đi rẽ ra cái đoạn, cái đoạn thuộc hình như là Mỹ Tho đúng không ta? Hình như là thuộc Mỹ Tho. Cái gì vậy? Cái gì mà sao mình bị bắt hoài vậy? Chú công an chạy ngược chiều cũng phạt mình nữa các bạn. Đấy, mình coi để ý coi. Tức là nãy giờ mình có đạp qua 100 chứ vậy? Để mình coi coi. Ủa sao lên đây nó cho mình chạy có 60 vậy, nãy đây cấm bảng chạy 100 mà. Bây giờ nhìn lại sao có 60 vậy nè các bạn, nhìn nè. Nhìn GPS nè. Kỳ vậy. À hình như cái này là chúng ta đi ngang cái địa phận của Long An nên là chạy 50 ở 60 hay sao ấy ta. Kỳ cục thiệt chứ. Xem clip của
của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Rồi. Qua đây thì nó hơi hết giới hạn tốc độ rồi các bạn. Đó, thì đây là Long An nha các bạn. Này là sông gì bự vãi nồi luôn nè. Đang biết phải sông Dàm Cỏ không? Dàm Cỏ Đông. Ông nào mà thường mà kiểu là lái xe tải hoặc là lái xe dịch vụ rồi đấy thì đi cái đường này khá là quen thuộc. Cái đoạn này nếu các bạn nhìn qua trái là các bạn nhìn tiếp bên kia các bạn thấy cái lâu đài không? Đó, cái đó là cái gọi cái lâu đài bên đó nó gọi là cái khu Happy Land các bạn. Một cái khu vui chơi giải trí khá là nổi tiếng mà mấy ông đi cao tốc Trung Lương nhìn dễ thấy lắm. Đó 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 đó. Trời ơi, nó nhìn có đụng hoài luôn á trời. Đó, khu Happy Land bên kia các bạn thấy không? À, map vẽ chi tiết thế thôi chứ mấy ông. Xe mình bữa nay trang trí cũng khá là gọi là lủng lẳng các bạn. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy anh trai, đâu ra vậy? Trời ơi, người ta đang đi hồi nãy giờ ngon lành. Ở đâu sẵn sẵn ra vậy trời? Mà xe máy mà vô cao tốc nữa mấy ông. Ông hiểu nổi luôn, bây giờ gây tai nạn luôn rồi nè. Trời ơi, anh trai ơi, là anh trai. Làm kẹt cao tốc luôn rồi, chú công an đậu phía sau nữa kìa các bạn. Chết tôi bên ai rồi. Khổ thân này chứ. Không biết sao luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ nói chung là ông nằm đó luôn rồi các bạn. Nên là không biết xử lý sao, thôi giờ lùi xe ra đi tiếp đi. Giờ biết sao giờ. Và tạm biệt anh trai nhé. Mới mốt mà đừng có chạy xe máy vô cao tốc nha anh trai. Tao lái mày chứ. Rồi đi 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 tiếp các bạn. Hiểu nổi luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Sửa đường trên cao tốc nữa mấy ông. Lách ra lách ra. Này mà lạng hoạng không để ý là có chừng ấy. Tôi bấm lộn cái gì nữa coi. Tôi chỉ bấm lộn coi bản đồ. Lạng hoạng mà xe nào mà chạy mà không để ý cao tốc mà kiểu là chạy tốc độ cao mà mấy ông. Mà sửa đường kiểu này mà không biết là sắn vô công trình đang thi công luôn ấy. Nguy hiểm quá. Rồi ok, thì các bạn đã thấy thì vừa qua là mình đã vừa qua được cái địa phận của Long An này các bạn. Rồi phía trước là sẽ có một cái trạm dừng chân nha các bạn. Thì cái trạm dừng chân này là cái gì mà chú công an cứ gọi là phạt hoài vậy? Ui các bạn nhìn coi nè. Kẹt đường bên kia kìa các bạn. Ôi quá trời đông luôn. Đặc sản gọi là cao tốc Trung Lương luôn các bạn. Ôi ôi. Ôi mà kẹt ngay chân cái trạm dừng chân Châu Thành đó mấy ông. Đó, bà con nào kiểu muốn không chờ đợi lâu ghé trạm dừng chân, ghé vô làm ly cà phê, tô mì ăn cho nó đỡ đói nha. Đi vệ sinh đồ các thứ thì hết kẹt xe rồi hay đi tiếp. Kẹt xe cũng lựa chỗ kẹt đó ha. Ê ê ờ. Chỗ này là ngay cái trạm dừng chân duy nhất ở trên cái cao tốc Trung Lương mấy ông. Qua. Các bạn thấy không, những chiếc xe mà nó chạy ở trong cái lane trong ấy, những cái xe đó nó sẽ đi với cái tốc độ chậm hơn một tí. Còn những cái xe nào mà đi cái lane ở ngoài này ấy thì sẽ chạy tốc độ nhanh. Nên mấy ông chạy xe mấy ông cũng để ý nha, ông nào muốn đi nhanh đi gấp thì chạy ra lane ngoài, còn ông nào thanh thản đi từ từ rồi không có việc gì gấp thì chạy ở trong. Nhưng mà nó có một cái lane tuốt ở trong này các bạn thấy không? À, đừng có chạy vô lane đó giùm tôi nha mấy ông. Lane đó là lane dành cho xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe ưu tiên rồi người ta đi. Mấy ông lạng quạng cứ vào đó hả. Đây là Tân An nha các bạn. Tân An này thuộc cái gì ta? Thuộc Long An hả? Ờ thêm chiếc xe máy vô nữa nè các bạn. Mà chơi tống ba luôn mới ghê. Thôi bỏ tài. Cái đó là cái đường ga của Tân An Mộc Hóa của thuộc Long An đó mấy ông. Ồ,
tiếng xe chạy nghe ù tai luôn mấy ông, nghe đã thật sự luôn ấy. Cho qua cái mọi người ơi, bóp kèn muốn sứt cái kèn ra ngoài luôn ấy. Lách qua nè. Ôi, xe máy vô đây quá trời luôn các bạn ơi. Để tôi bóp kèn cho nó sợ luôn đây. Nè, vô. Đó, có kèn ông vàng mà bóp liên thanh luôn các bạn. Xe máy mà nó vô cao tốc rồi nè mấy ông. Chán đời chưa. Cái cao tốc này các bạn có thấy thiếu thiếu gì không? Thiếu những cái cây cột gọi là gắn cái camera đó phải không? Mấy cây cột đó bắn tốc độ được các thứ đấy. Nó thường nằm hai bên lộ này nè. Thường mỗi cột mà khả năng nó cách cho đâu đó khoảng cây số, hai cây số vậy đó các bạn. Cột này không phải, cột nó sẽ là cột đứng cao lắm. Bạn nào đi cao tốc Trung Lương sẽ biết. Cái này là mình qua địa phận của Tiền Giang rồi nha các bạn. Giữ khoảng cách an toàn. Không giữ khoảng cách an toàn, hung đích cái là dính ở đây luôn. Cho qua cái đồng xe quá các bạn. Cái cao tốc Trung Lương các bạn, hồi xưa rất là ít xe luôn nha. Nhưng mà bây giờ rất là đông xe luôn các bạn biết sao không? Hồi xưa là thu tiền chạm thu phí, nên là mấy ông mà kiểu né chạm thu phí thì thường đi cái đường cũ, đường quốc lộ 1A ở ngoài, nó thì đỡ tốn tiền chạm thu phí. Nhưng mà bây giờ ấy mấy ông là cái đường này nó không còn thu tiền nữa, không còn thu phí nữa, nên là xe nào cũng vô đấy chân, xe tải, xe khách, xe du lịch gì cũng vô đây chân các bạn đó. Còn nếu ông nào muốn là đi ngon hơn nữa thì đi thẳng cái đoạn này, thì đoạn đó sẽ vào ngay cái đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mới nha mấy ông. Đó, hơi bị xịn sò rồi đấy. Còn bây giờ là nó chưa cho mình đi, thì bây giờ mình đi đường này chứ biết sao giờ. Đường này thì ra lại quốc lộ 1A thì nó đi một phần của cái tỉnh Mỹ Tho. Cái đường này là cái đường cũ hồi trước nha mấy ông. Còn bây giờ mà mấy ông muốn đi ra khỏi cao tốc Trung Lương cũ ấy thì mấy ông phải đi trên cái cầu vượt này nè. Nó cái cầu vượt bên kia đó các bạn thấy không? Đó. Cái đường này là đường cũ thôi, bây giờ đường này nó không cho chạy nữa. Muốn đi ra khỏi này là phải lên cầu vượt đó đấy. Lên cầu vượt đó đó, bên trái nè, các bạn thấy không? Rồi kẹt cái gì vậy? Cái xe phía sau nó gây tai nạn hay gì ta? Không liên quan gì tới tôi nha. Không liên quan. Cái này có chậm căng nha mấy ông. Đó, thấy chưa? Ông nào mà lạng quạng mà chạy ra khỏi cao tốc là bị kêu ở đây liền đấy. Đây là trạm thu phí luôn nha các bạn, nhưng mà trạm thu phí này là trạm thu phí cũ. Trạm thu phí đó bây giờ không còn thu nữa các bạn, cái gì nữa rồi? Nữa rồi, con nghi là kẹt xe nữa rồi, trời ơi. Tai nạn phía trước rồi mấy ông ơi. Các bạn thấy không, cái chiếc xe chở gỗ phía trước nó gặp, nó gây tai nạn với người ta kìa. Ê. Tại tôi tính lùi lại mấy ông. Con Lamborghini nó đi không được luôn kìa các bạn. Rồi, hình như là nó đã xử lý xong rồi các bạn. Để mình lách qua đây mình qua luôn. Rồi nó đã xử lý xong thì mình đi được rồi các bạn. Cái đây thì mình sẽ đụng cái vòng xoay nha các bạn. Quẹo phải thì về Đồng Tâm, đi thẳng là về Lương Phú gì nè các bạn. Không có viết dấu thì có thể tôi đọc hơi sai nha mấy ông. Thì chỗ này nó đã thuộc địa phận của Mỹ Tho rồi. Mỹ Tho này có một cái món rất nổi tiếng đó là hủ tiếu Mỹ Tho mấy ông, mà tôi chưa ăn bao giờ. Chạy ra một tí thì mình sẽ đụng vào cái quốc lộ 1A nha các bạn. Đây là cầu gì đây? Chợ gì không thấy nữa. Trời ơi tai nạn rồi mấy ông ơi, xe máy bị đụng rồi kìa. Ôi ôi lật rồi kìa, mấy chiếc xe máy trong này bị tai nạn nhiều quá, làm nó kẹt nguyên một cái đoạn đường dài thòn lòn luôn nè mấy ông. Ghê chưa? Ôi ôi, vụ tai nạn xảy ra mà nó kẹt dài thòn tiết chứ này luôn nè. Đó. Tôi đã nói rồi, bởi vì ông nào có tiền thì thôi đi cái cao tốc mới, gọi là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mới đi. Nó chứ ra đây là dễ kẹt xe lắm, đường cũ mà. Ấy nữa nè, kẹt đây nữa nè mấy ông. Thì mới nói bên kia xong giờ nó kẹt tới bên mình luôn rồi. Thôi tranh thủ mà lách qua được thì qua luôn các bạn. Đó. Rồi, mấy ông bị tai nạn gì đụng xe đấy thì ở đây mà tự xử lý đi. Còn tôi tranh thủ tôi đi. Đứng ở đây hồi dính với mấy ông mà tôi không biết làm sao, tôi đưa khách tôi về Cần Thơ luôn ấy.
Ở cái này như là quẹo phải là thành phố Mỹ Tho, ở quẹo trái là thành phố Mỹ Tho, quẹo phải là về Tiền Giang. Ê trời ơi, tôi tưởng là nó quẹo phải giống tôi chứ các bạn. Ai hờ nó chạy thẳng, tự nhiên cái nó hung mình luôn. Rồi thôi không sao cả, hung xe là chuyện bình thường, đụng nó muốn banh xe luôn á. Tại có mấy cái chạm dừng chân, không phải chạm dừng chân mà gọi là mấy cái bến xe gọi là gọi gì ta, phòng chờ của Phương Trang, nhà chờ. Thường ở mỗi huyện nó sẽ đôi khi nó sẽ có vài cái nhà chờ như vậy đó các bạn, để khách tập trung về đó hết thì xe Phương Trang sẽ ghé vào đó để rước. Rồi cái này là mình đã ra được quốc lộ 1A rồi nha các bạn. Và hiện tại cái đoạn đường mình đang đi là hình như là về địa phận của Tiền Giang rồi thì phải. Đường này thì chúng ta chạy được 90 km/h nha các bạn. Nhưng mà nói chung ra đây thì nó hơi bị đông xe. Còn cái đoạn quốc lộ, đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ấy, cái đoạn mới bây giờ ấy, thì chạy đâu đó được 80 km/h. Các bạn nghe là trong kia chạy 80 km/h à. Còn ngoài này là chạy tới 90 km/h mà lại không tốn tiền nữa các bạn. Nghe nghĩ là sẽ đi ngoài này sẽ đi nhanh hơn đúng không các bạn? Nhưng mà không, làm gì mà có, vì miễn phí đó các bạn. Cái chỗ mà miễn phí đâu đây nó mới gọi là có nhiều cái tác hại. Các bạn biết sao không? Tại vì cái này là cái quốc lộ, tức là thứ nhất là các bạn đi đường này sẽ miễn phí rồi, và thứ hai là ra ngoài này nó sẽ đông xe. Thứ nhất là có thể là bị kẹt xe nè, thứ hai là xe nó đông, và đôi khi là nó sẽ có những cái đoạn đường nó bị hư nữa, ổ gà ổ dịch gì nữa. Nên là chắc chắn với các bạn, khi mà các bạn chạy xe ra cái đoạn quốc lộ này rồi, không thể nào mà các bạn chạy gọi là lúc nào cũng 90 km/h đâu nha các bạn. Đôi khi là vào những cái đoạn khu dân cư này nọ, nó sẽ tốc độ nó sẽ hạn chế là còn 60-50 gì đấy đó. Nhưng mà không thể nào mà 90 km/h hết. Nên là đi ngoài này thì chắc chắn nghe hấp dẫn lắm, mà không được các bạn. Còn đi trên cao tốc trong kia thì từ đầu cao tốc tới cuối cao tốc luôn nha các bạn, là cái giới hạn tốc độ nó là sẽ là 80 km/h hết nha. Không có đoạn nào mà giảm hết trơn, chỉ khi nào các bạn muốn ghé nghỉ ngơi hay là ghé giữa cao tốc này nọ, đậu làn khẩn cấp để dừng cao tốc rồi thôi, chứ đi từ đầu tới cuối là 80 km/h hết nha các bạn. Và đặc biệt trong đó là ít xe lắm các bạn, mà ít xe là cái chỗ mà khá là quan trọng luôn. Ít xe đi nó nhanh, khỏi kiểu mà chen lấn nhau. Và đặc biệt là đường cao tốc, đường mới mà ngon lắm. Nhưng mà quan trọng bây giờ tôi kẹt mẹ xe đây rồi mấy ông ơi. Cái đoạn này là nếu mà đi thẳng các bạn là sẽ đi tiếp tục quốc lộ 1A, nhưng mà cũng về Cai Lậy. Nhưng mà bên này các bạn thấy cái ngã ba không? Cái đoạn đó thì nó là một cái đường, nó gọi là đường tránh Cai Lậy. Thì nếu mà đi đường đó thì khả năng nó sẽ nhanh hơn. Tôi cũng chả biết có nhanh hơn hay không nữa bạn. Nhưng mà vô đó thì vì có trạm thu phí là mình đi tốn tiền, nên mình nghĩ ít xe hơn thôi. Nên mình nghĩ là sẽ nhanh. Nhưng mà bây giờ kẹt mẹ xe đi rồi làm sao qua đây? Trời ơi. Thôi bây giờ tôi bay qua đi nha mấy ông. Chứ bây giờ dính đây không biết sao tôi chạy luôn. Trời ơi, còn đụng xe trên này nữa mấy ông, rồi làm sao mà qua được. Ê, nếu mà đi thẳng đây quốc lộ 1A tiếp nè. Còn đây là quẹo vô cái trạm thu phí cũng như là đường tránh Cai Lậy nha các bạn. Thôi mình bay qua đây luôn nha, để cho nó nhanh nha. Đôi khi đông xe quá chạy thì nó nhìn đã mắt thiệt, nhưng mà mấy thằng boss trong này nó chạy nó ngu lắm mấy ông. Khổ thân. Mình gọi là mình né nó chứ nó không bao giờ nó né mình. Mà đặc biệt là nó khi mà gặp tai nạn rồi thì mình xử lý trong vòng vài giây đúng không, nhưng mà nó xử lý trong vòng vài phút. Ồ, mà các bạn biết là mỗi lần mà dừng lại, các bạn nhìn là kẹt xe, là một chiếc xe mà nó cần gặp tai nạn thôi là nó kẹt nguyên một đoạn dài luôn mấy ông. Trời ơi, xe bự, xe nhỏ, xe con gì cũng kẹt sạch bon hết trơn các bạn. Các bạn thấy phía trước là cái trạm thu phí á. Cái trạm thu phí này là trạm, nó gọi là trạm thu phí Cai Lậy, một trong những cái trạm thu phí rất là huyền thoại ở miền Tây nữa các bạn. Bạn nào mà không biết cái trạm thu phí này thì các bạn tự tìm hiểu nha. Hồi trước thì nó thu phí và sau đó nó dừng, còn bây giờ nó lại thu tiếp tục nữa. Mà vào đây thì các bạn thấy là đường nó sẽ là đường thu phí, nên mình nghĩ nó sẽ ít xe hơn mà quốc lộ ấy. Nhưng mà tôi có thấy ít đâu, trời, nó chạy nhóc quá trơn nè.
Đông dữ vậy ta? Chắc mình hạ lưu lượng xuống một tí đi các bạn, chứ đông quá đôi khi là nó vừa lắc game mà nó còn vừa... Trời ơi, vừa lắc game mà nó lại kiểu là... Từ từ, bây giờ đang chạy vô lề lắm em. Đang chạy không có chỉnh được gì hết trơn á. Cái này là gấu lộ lại nè. Nhưng mà dính đèn đỏ rồi. Rồi, thôi trong thời gian dừng này mình sẽ chỉnh lại cái lệnh... Đây, cái lệnh xe lưu thông nha mấy ông. Tôi sẽ hạ xuống một tí để cho xe nó bớt lại. Chứ bây giờ mà xe đông quá thế này chạy... Dừng chờ không cũng lâu nữa. Đèn xanh chưa? Rồi, đèn xanh rồi. Rồi bây giờ là chúng ta đã qua được đường tránh khai lại rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta lại quay tiếp tục ra cái đường hồi nãy. Cái đường gọi là đường quốc lộ 1A đấy. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ra đây nó có một cái trạm thu phí nữa nè. Đây, đây là cái trạm thu phí gây Brahma đấy. Gây nhiều tranh cãi nhất ở cái khu cây lạy này đó các bạn. Mới gọi là boss cây lạy đấy. Mà bây giờ là cái trạm thu phí này nó thu tiền lại rồi nha mấy ông. Ờ, chỉ tính ra nếu mà các bạn đi cao tốc mới thì cũng thu tiền trạm thu phí. Mà mấy ông đi đường cũ bây giờ nó cũng thu tiền trạm thu phí luôn. Nhưng mà ngoài này thì mình nghĩ là nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu mà các bạn nào đi trong cái đoạn mà trong kia thì khả năng là sẽ mắc hơn đấy. Trong kia nó tới 103.000 lần. Đi thẳng về Cần Thơ Vĩnh Long, quẹo trái là vào Cái Bè. Nhưng mà tôi đi thẳng chứ tôi về Cái Bè làm gì, tôi về Cần Thơ thân yêu của tôi mà. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó làm không muốn về. Nhưng mà rốt cuộc là có bạn nào fan tôi ở Cần Thơ mấy ông? Ờ, tôi kiểu là ở Cần Thơ nhưng mà quan trọng là nào giờ kiểu cũng chưa có gặp bạn fan nào ngoài đời mà kiểu là ở khu vực Cần Thơ của tôi hết á các bạn. Nên bạn nào có ở Cần Thơ comment giúp tôi biết nha. Ờ, có gì gặp tôi kêu anh Quý ơi bán cho em cái nón Nguyễn Quý Gamer cũng được. Còn không thì có thể là lên trang nguyenquy.com này nè để mua về. Nhưng mà thằng quỷ Lamborghini này, đâu qua cái đi. Cậu thằng đây tới đâu rồi ta? Cầu Chà Lót. Cái này là nó sẽ thuộc địa phận của Tiền Giang nha các bạn. Thì đoạn này thì mình nhớ không lầm nó sẽ có một cái trạm thu phí rất là lớn. Cái trạm thu phí nó gọi là trạm thu phí Phúc Lộc. Đây, tới luôn rồi nè. Đó là trạm thu phí Phúc Lộc các bạn. Trạm thu phí này là trạm thu phí riêng của nhà xe Phương Trang nha các bạn. Thì trạm thu phí này nó thuộc Tiền Giang để cho các xe khách đi từ Cần Thơ hoặc là nói chung miền Tây đồ lên Sài Gòn ấy thì sẽ ghé ngay cái trạm thu phí Phúc Lộc đó. Còn trường hợp mà các bạn nào mà đi từ miền Tây lên Đà Lạt hay là thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt ấy thì nó cũng sẽ có một cái trạm thu phí Phúc Lộc của Phương Trang nữa. Nó nằm ở Madagui ấy mấy không? Đó. Thì đó cũng là một cái trạm thu phí Phúc Lộc. Anh lộn, trạm Dừng Chân. Gọi trạm thu phí chứ, không ai hiểu nổi luôn. Nói hồi tào lao. Còn đây là một những cái địa danh cực kỳ đỉnh cao. Đó là cái trạm Dừng Chân Minh Phát. Này Minh Phát cho mấy ông không có. Nhưng Minh Phát 2 là khác nữa. Minh Phát 2 là dưới kia nữa sao ấy. Minh Phát này là nó có hai bên. Còn mình nhớ Minh Phát 2 là Minh Phát 2 như nó có một bên thôi. Minh Phát 2 như nó nằm bên này nè, bên phải này nè. Sao vô cái đoạn này đường nhỏ xíu vậy? Cầu Mỹ Đức Tây. Nếu mà bạn nào mà đi từ Sài Gòn về Cần Thơ hoặc là đi về miền Tây vậy đấy mà muốn tìm cái trạm dừng chân nào, mình nghĩ các bạn nên ghé vào Minh Phát nha. Nói chung là mình đi cũng khá là nhiều chỗ rồi nhưng mà thấy Minh Phát thì nó bán giá cũng phải gọi là hợp lý, không rẻ nha mấy ông. Nói chung trạm dừng chân Tiền Giang này là không có chỗ nào mà rẻ cho ấy. Ê, trời ơi, trời ơi, ôm nít luôn. Cái quỷ đó tự nhiên nó lách vô đầu mình các bạn. Trời ơi,
chưa phải không? Rồi, rồi đi tiếp đi tiếp. Tai nạn nhiều quá. Rồi gì đây nữa rồi? Gì kẹt xe đây hoài vậy mọi người? Trời ơi, nhà xe Phương Trang đụng người kìa các bạn ơi. Oh my god. Tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn Tiền Giang nha các bạn. Trời ơi, đụng cái bạc kia chạy lật xe luôn kìa các bạn. Bây giờ bánh nằm dưới gầm cầu luôn rồi. Trời ơi, ghê quá. Đoạn này các bạn thấy nó có một cái ngã ba không? Quẹo phải đó là các bạn vào ngay cái đầu đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mới nha các bạn. Đây đây, vào đây nè. Đó. Nhưng mà bây giờ mình về tới đây rồi thì mình lên cầu Mỹ Thuận luôn chứ quẹo đó làm gì đúng không? Quẹo đó thì các bạn có thể là được trải nghiệm cầu Mỹ Thuận 2. Nhưng mà vào đó thì có tốn tiền giảm thu phí nha mấy ông. Đây là cầu An Hữu. Đó là một cái ngã ba nha các bạn. Ngã ba đó đi thẳng đi đâu tôi cũng chả biết nữa. Rồi mình quẹo qua đây thì chúng ta chuẩn bị lên cầu Mỹ Thuận 1 nha các bạn. Vô đây đường bự lại đấy. Tự nhiên cái đoạn nãy nhỏ xíu xíu à. Đi ngang chợ rồi sao ấy. Chỗ này thì nó cũng có bán mấy cái tiệm tạp hóa rồi nước giải khát đồ ngoài đường nhóc trên các bạn thấy không. Cho qua các bác tài ơi. Cho qua luôn. Rồi. Về miền Tây gạo trắng nước trong. Lên cầu Mỹ Thuận nha các bạn ơi. Đây là cầu Mỹ Thuận 1 nha. Một những cái cầu Mỹ Thuận huyền thoại hồi xưa giờ của miền Tây tôi luôn. Và chuẩn bị có một huyền thoại tiếp theo là cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng bên kia kìa các bạn. Uầy. Xin so con bò sau này thì Cần Thơ mà lên Sài Gòn khá là nhanh luôn các bạn. Vì nó chuẩn bị có cái cao tốc đó đó. Đó. Thì sau này thì miền Tây mình lên Sài Gòn đi cao tốc từ gọi là dưới miền Tây lên một phát tới Sài Gòn luôn. Đi cao tốc Trung Lương ấy. Xịn chưa? Thì bây giờ đang trong thời gian xây dựng cái cầu Mỹ Thuận 2 đó. Còn bây giờ thì chưa xong. Giờ đi tạm đường cũ đoạn này đi. Rồi tới đây là chúng ta đã qua được địa phận của Vĩnh Long rồi nha các bạn. Đoạn này thì nó sẽ có một cái ngã rẽ bên phải là sẽ đưa các bạn về thành phố Sa Đéc. Thành phố Sa Đéc là ở Đồng Tháp. Còn rẽ trái này thì chúng ta sẽ vào ngay Vĩnh Long. Cái cua huyền thoại của cầu Mỹ Thuận nè các bạn. Xuống cầu Mỹ Thuận là ôm mấy cua này nè. À, các bạn nhìn lại cầu Mỹ Thuận từ cái hướng này nhá. Không phải tôi lái vào đàng hoàng này chạy kế công an này sợ quá. Hồi đụng công an luôn bây giờ đây nè. Vô đây cho chạy 70 các bạn. Rồi chúng ta chuẩn bị đụng với cái vòng xoay. À, không biết các bạn nhìn cái cổng phía trước các bạn nhìn có quen không? Đó là cổng chào của Vĩnh Long nha các bạn. Rồi ok. Mình sẽ quẹo phải này nó sẽ đưa các bạn vào cái đường chánh. Cái cổng chào hồi nãy ấy, nếu là các bạn nào mà đi vào thành phố, vào trung tâm thành phố Vĩnh Long ấy, thì các bạn đi thẳng vào đó luôn. Nó sẽ đưa các bạn vào phường 1 đồ các thứ rồi đấy. Phường 1, phường mấy rồi nó dùng trong đó mình. Hồi trước mình có vào đúng có một lần à. Mình không nhớ nhiều. Còn cái đường này là nó là đường chánh. Đường chánh của Vĩnh Long. Đó. Đường này thì nhà nó cũng khá là ít nhưng mà xe nó cũng ít đó các bạn, nên là mình đi nó sẽ thoải mái hơn. Tàu đó chưa? Nói chạy sau lưng công an sợ là đúng rồi các bạn. Chạy quá tốc độ xíu chút công an phạt liền. Rồi mình đụng với cái ngã ba này nha các bạn. Thì ngã ba này thì mình quẹo phải thì sẽ tiếp tục đi ra tiếp quốc lộ 1A nữa. Còn cái đoạn hồi nãy nếu mà quẹo trái cũng vào cái thành phố Vĩnh Long đấy. Thì cái đoạn này là ra khỏi đường chánh rồi đấy các bạn. Và bây giờ mình đang trên thành phố Vĩnh Long và mình sẽ chuẩn bị đi qua cái đoạn này. Nó sẽ thuộc khu công nghiệp Phú Hữu. Thấy không ta? Mình nhớ mãi là vậy. Khu này nó có siêu thị rồi lớn lắm nha các bạn. Đây. À đúng rồi các bạn. À không phải, Hòa Phú. Hòa Phú lộn tào lao.
Phú Hữu là như là cả cái tên cái cầu, còn này là khu công nghiệp Hòa Hòa Phú, đây là cầu Phú Quế nè. Trời ơi đây là dính đèn xanh đèn đỏ cho em không, chúng ta chạy một tí nữa thì chúng ta đụng tới cái nó gọi là thị xã ha ta, đụng tới thị xã Bình Minh, phải gọi là thị xã không mình quên bà nha, nhưng mà chạy là đụng Bình Minh đấy. Thì tới Bình Minh đó thì chúng ta đi lên cầu Cần Thơ nha các bạn, thì qua cầu Cần Thơ là chúng ta đến Cần Thơ rồi. Như vậy là sắp tới nơi rồi bà con cô bác ơi. Hành trình bữa nay đi khá là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn biết sao không? Tại vì cái đường này là mình đã được đi gọi là trải nghiệm thực tế rồi, nên mình có rất là nhiều cảm xúc, như là gọi là có gọi là hiểu biết đấy, còn phải gọi là có hiểu biết về cái đoạn đường này. Ui, đoạn này các bạn nhìn cái đường sông ở miền Tây đẹp không, cảnh đẹp phải chương, và cái cảnh này ngoài đời có đâu vậy mấy không. Để có dịp gọi là tôi đi Sài Gòn mấy ông, tôi đi tôi làm vlog mà gọi là quay vlog thực tế luôn á cho mấy ông xem, để so sánh với gọi là cái map của Phạm Thành coi nó sẽ như thế nào. Nói chung thì mình đánh giá cái map này nó giống tương đối là 90%. 90% là cái gì? Tức là 90% là giống những cái cảnh mà Thạch nó phát thảo gọi là theo ngoài đời thôi, còn chứ không thể nào mà nó tỷ lệ 1:1 so với lại là cái đường ở ngoài đời được. Ví dụ như Sài Gòn về Cần Thơ khoảng 200 cây số đi, mà đâu thế nào mà ngồi vẽ 200 cây số đúng 100% hết từng đoạn các bạn. Nó thay vào đó thì thôi cắt những cái đoạn nào mà nó gọi là bình thường, mà gắn những cái đoạn nào mà lấy những cái đoạn nào mà nó nổi bật tí, hay là nó sẽ gây ấn tượng tí, và nói chung ngoài đời mình sẽ được đi nhiều một tí đấy chẳng hạn vậy, thì vẽ nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà nói chung như vậy là quá ok rồi các bạn. Còn bây giờ là chúng ta lại chạy tiếp tục cặp ba bà nội tống ba này nữa. Rồi tới đây thì chúng ta chuẩn bị lên cầu cái gì mà phạt tốc độ hoài vậy trời, làm như chú công an đâu chạy gần gần mình ấy. Là chúng ta chuẩn bị lên cầu Cần Thơ nha các bạn. Ê, cái gì vậy, what the hell. Đây là những cái cầu nó khá là nhỏ các bạn. Cầu là nhìn như cái mình đi trên như trên cao tốc vậy các bạn. Không phát hiện là cầu luôn ấy. Thì các bạn biết sao không? Là chúng ta đi cầu Mỹ Thuận với cầu Cần Thơ nó bự quá rồi nên đi là mấy cầu này thấy bình thường. Rồi cái đoạn này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể là rẽ vào thị xã Bình Minh nè các bạn. Đó, thấy chưa? Nó có cái cầu vượt nha các bạn. Bẹo phải này vào. Còn nếu mà xe nào mà đi ngược chiều thì quẹo bên cái đoạn người bên kia. Đó, động cái đoạn ra đường ra bên kia đi các bạn. Đó. Thì quay đầu cũng vào được thị xã Bình Minh luôn. Đó, đoạn này nè. Đó. Và đây cũng là một cái chỗ duy nhất mà các bạn đi từ Cần Thơ mà muốn quay đầu xe lại sau khi qua cầu Cần Thơ nha các bạn. Duy nhất chỗ này thôi nha, để ý nha. Không quay đầu chỗ này là đi tít ở dưới kia luôn ấy. Rồi. Thấy gì chưa các bạn? Cuối cùng thì cũng đã về tới quê tôi rồi mấy ông. Đây là cầu Cần Thơ nha các bạn. Và bên này là những cái khu công nghiệp đó, ở dưới nằm ở dưới cầu Cần Thơ ấy. Quá đẹp, quá chi tiết, quá giống ngoài đời thật luôn. Còn gì nữa, xịn sò thật sự. Và các bạn để ý chỗ cái này nè, chỗ đoạn này nè. Đây, ngay đây luôn nè. Đó, thì đây là cái chỗ mà hồi xưa mà nó gọi là bị sập cầu Cần Thơ đấy. Là ngay cái nhịp dẫn mà mình vừa chạy ngang đấy các bạn. Ghê thật sự. Một trong những cái tai nạn lịch sử huyền thoại của Cần Thơ Vĩnh Long này luôn. Và cái cầu này cũng phải gọi là làm thiệt hại biết bao nhiêu công nhân, bao nhiêu người các bạn. Và đây cũng là một trong những cái cầu khá là dài, và như dài nhất Đông Nam Á luôn hay sao. Hồi xưa lúc mới xây là nó dài nhất Đông Nam Á nha các bạn. Còn bây giờ tôi chả biết là có cầu nào nó bự hơn, nó dài hơn nữa chưa. Đó thì cái đó tôi chưa cập nhật thông tin thiệt. Rồi đây, qua bên này là các bạn thấy là chúng ta vừa qua được sông Hậu, và chúng ta đã qua được bến Cần Thơ nha các bạn. Các bạn nhìn tiếp đằng kia nó có cái căn nhà mà có cái mấy cái đầu mà xéo xéo đó các bạn thấy không? Đó là cái khách sạn Mường Thanh nha các bạn. Còn bên này đâu rồi? Đây. Nè, nó sẽ có hai căn nhà này nữa, hai căn nhà bên trái nè.
một cái căn màu trắng bên này và một cái căn bên kia. Đó thì căn bên trái bên này nè các bạn, đây là căn này nè, cái căn mà trên đầu nắp xe mình nè. Cái căn đó là cái khách sạn Sheraton hay là cái khách sạn gọi là Vinpearl hồi xưa đấy, bây giờ đổi thành Sheraton đấy. Đây là một những khách sạn 5 sao Cần Thơ. Nếu các bạn nào mà có muốn đi khách sạn xịn sò Cần Thơ thì ghé khách sạn đó ở nha, đêm có 5 triệu các bạn, không sạc nghiệp luôn. Rồi và bây giờ là mình đã xuống được cầu Cần Thơ các bạn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Cà Mau đi thẳng quốc lộ 1A, quẹo phải là vào trung tâm thành phố Cần Thơ nha các bạn. Đây là cái khách sạn ở lộn. Đây là siêu thị Bixi, hay còn gọi là siêu thị Go với các bạn. Hồi xưa là Bixi, bây giờ là siêu thị Go. Đó thì cái siêu thị này thì các bạn rẽ vào cái đường ga nè các bạn thấy không? Nó đưa các bạn vào cái đường đường Quang Trung. Thì cái đường Quang Trung đó thì tiếp tục qua một cái cầu Quang Trung cái nữa. Thì các bạn sẽ đụng tới cái đường nó đụng cái ngã ba, và cái đường đó là đường 30 tháng 4. Đó thì đường đó sẽ bạn nó gung là vào đó thì vào ngay trung tâm của thành phố Cần Thơ đấy các bạn. Còn bây giờ là tại vì mình đang về ngay bến xe Cần Thơ thì mình sẽ chạy thẳng đoạn này một tí nữa, mình không có quẹo vào đó. Đây, bến xe Cần Thơ thì nó nằm ở ngay đoạn này rồi. Ok rồi, nhanh vào các bạn. Ui, bến xe gọi là vẽ y như ngoài đời thật luôn các bạn. Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ các bạn ạ. Rồi quẹo vào. Nói chung thì từ dưới cầu Cần Thơ mà đi đến ở bến xe này ngoài đời thật thì chắc đi cũng cỡ cái gì vậy? À cái cổng này đóng à? Tôi lo nói chuyện tôi không nhìn thấy luôn ấy. Nếu mà từ cầu Cần Thơ mà xuống tới bến xe này ngoài đời thật là đi đâu đó cũng khoảng 50 phút vậy lắm nha các bạn, lâu lắm. Cũng mấy cây số ấy. Nhưng mà trong này thì đi hơi nhanh. Nhưng mà vẽ vậy là ok quá rồi. Ui, có cả cái nhà giữ xe giống ở Cần Thơ nè các bạn. Bạn nào đi bến xe Cần Thơ rồi thì các bạn sẽ nhìn sẽ biết luôn. Đây, đó, cho các bạn chạy một vòng cho các bạn xem nè. Đó, khu vực bên kia sẽ là cái khu vực mà của bên nhà xe Phương Trang đó các bạn. Còn bên kia nữa thì nó sẽ là cái chỗ đăng kiểm. Đăng kiểm xe. Ủa, tôi đậu đâu trời. Chạy hồi không biết đậu đâu luôn. Thôi quay lại đi. Đây nè, đây đây có khách đây luôn nè, đậu đây. Trời rồi, lùi xe vô luôn. Tít 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 tít. Có tiếng liền các bạn. Nghe âm thanh xịn rồi các bạn. Bạn nào muốn trải nghiệm cái âm thanh này cho thực tế thì các bạn có thể là mua nha. Rồi thôi, mở cửa ra cho khách xuống nè bà con ơi. Tới nơi rồi, về tới Cần Thơ rồi. Rồi đi chợ nổi được các thứ bà con ơi. Tắt máy. Ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay mình và các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình đi từ bến xe miền Tây thuộc thành phố Hồ Chí Minh và đi một cái đoạn đường khá là dài luôn. Và cuối cùng thì mình cũng đã về được tới Cần Thơ nha các bạn. Và đây cũng đang là cái địa điểm cuối cùng của cái bản đồ Việt Nam miền Tây hiện tại. Đó, thì trong thời gian sắp tới thì chủ mod sẽ vẽ tiếp tục từ Cần Thơ này về tới Cà Mau luôn nha các bạn. Nhưng mà đang trong thời gian tới nên khi nào mà sẽ có những cái đoạn tiếp theo nữa thì mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem sau nữa. Còn bạn nào muốn trải nghiệm giống mình từ xe khách tới bản đồ Việt Nam, cho tới những cái mod gọi là liên quan như ví dụ như là mod âm thanh môi trường rồi nãy giờ các bạn nghe, hay là mod gọi là mấy chiếc xe chạy chung với mình, nó gọi là AI chat fit Việt Nam, xe lưu lượng lưu thông của Việt Nam mình đấy đó, hay là còn nhiều mod khác nữa, mod còi rồi các thứ nữa, nên là bạn nào muốn mua thì có thể là lên cái trang web đó là shop.taimod.com nhá. Trên này sẽ có bán đầy đủ tất cả các mod mà mình ngày hôm nay chơi, cũng như là xe tải, xe khách, xe xích lô rồi thùng hàng, rồi map Việt Nam, map làng quê, đủ thứ trên này hết. Các bạn lên đó mà tìm mà mua đó. Còn một lần nữa, bạn nào mà muốn mua chiếc nón Nguyễn Quý Gamer này để ủng hộ mình thì các bạn có thể là truy cập đến cái trang đó là
Nguyễn Quý chấm cơm này, thì lên đây thì các bạn có thể là mua tại hai cái nền tảng đó là Shopee cũng như là TikTok nha các bạn. Đó, thì hai nền tảng này đang có chương trình giảm giá miễn phí ship cũng như là giảm giá rẻ hơn cho các bạn mua trong thời gian hiện tại này. Nên là bạn nào muốn mua thì lên ủng hộ mình. Chỉ có 50 cái duy nhất thôi. 50 cái duy nhất thôi. Còn bây giờ kết thúc video ở đây. Nếu bạn nào thấy video của mình hay, đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.